Dạ, Tâm Sa Cần Thơ kính chào cô chú anh chị các bạn. Mời cô chú các bạn giao lưu qua thú quý về dạ. Đấy, bự bự được cây để nôm nôm gốc nở đều dưới giấy Mỹ gọt cho liếp gian của cô chú mình chờ đợi nha. Tôi hay tiếp chỗ thì biết cho với gọt cho anh mới đó. Dạ, anh chào anh Linh. Dạ. Chào cô chú ha. Cũng cảm ơn cô chú những clip vừa qua đã ủng hộ ha, cũng chân thành cảm ơn ha. Nay về được 7 phôi mai vàng và 4 phôi tứ quý và một cây bông giấy giao lưu cùng cô chú. Số điện thoại là 0964 877 008 là cũng số Zalo ha. Rồi mất thời gian cô chú vô cây số 1 cô chú ơi. Dạ. Giờ cây này không nặng quá, biết lên không lên, xem lên không nổi. Cây lớn. Cái này cây mai vàng á, vô mai vàng trước ha cô chú. Để giữ cũng 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 cho. Đấy nó bự. Cái kẹo cho. Đi điều đi. Khi cần thì đổ cây qua giống động. Thì cành nó cũng ok lắm cô chú. Cành nó thật là hơi cao. Chỉ cành nó được. Nặng lắm, không có lần quay nói. Nặng quá nặng. Rồi vô trong số cô chú ơi. Mất cái gì. Tổng chiều cao 1.5 m. Tới cầu ghế là 120. Thoát thân 40. Đường kính bầu 86. Dữ vậy. Này là 40 tính 43 cô chú ơi. 43. 44. Tính 43. Nó ngang nó là 42. Cái nào đế này chắc 250. Đó 220. Không cả đó. Rồi để sổ nữa, để sổ. Sổ này là 50. Sổ đây là 45. Sổ đó 40. Sổ dữ lắm. Rồi xin giá. Dạ, cây số 1 Zalo với cô chú là 5.400.000 ha. 5.400.000. Không bao ship cô chú ha. Nó bị nặng. To. Cây nặng không biết sao ship. Kịp ship. Đi gọi, để mình đổi cây. Bụi công cơm. Để giữ thằng đấy. Nghe đấy nó không thôi được. Con đấu. Đã tiếp tục lên cây ha. Số 2. Cái là cây mai vàng. Cây mai vàng, cây mai vàng. Còn bắp bắp cũng đều vào. Còn cũng hơi to. Hơi lên xuống xuống. Lắc lắc. Đi vô thằng lắc cái gì dáng. Chỉ cần được cũng được. Như có cái người ta đối ta cắt người ta chặt keo không có kỹ, nước thấm vô tới đây ha, rồi con đục lấy tới phần tươi ha, xử lý cái tươi này, thịt đỏ chứ tới thịt đỏ hết rồi.
Cúp trước dưới thì một cốt thẳng, ở trên là trực lắc. Cúp trực lắc lắc lắc. Bài lắc nhìn đẹp. Cây cũng có duyên. Gọt cho nó xấu. Cành cũng đầy đủ điều, hay lắc, hay lắc. Tới cầu rễ nó là 1,5 m thôi chú. Tới mặt bầu á. Không chứ cả tới mặt bầu 1,5 m. Đường kính bầu nó 57. Nó thoát thân là 38. Này lên xù lên hết trơn bạt 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 luôn ha. Lên cũng nhiều. Dạ. Này nhiều. Có vậy. Nó xù nhiều. Đó, rồi vị trí này là 46 ha cô chú. Dạ, quanh 46. Nó nở gì là 52. Hình nở nhẹ. Đế này nó cộng lực lực không cô chú? Cây lực lực không ha. Cây nó lên sâu nhiều. Lên hơi mình. Còn xin giá. Dạ, cây số 2 giao lưu của chú là 3.800.000. Con vẫn bao ship cho cô chú, bao ship và bao sống cho chú ơi. Đây rồi, đất đỡ cây. Qua cây số 3. Đây xuống này đi. Anh đi. Cây đế non. Nở. Non bự. Có phải cần dù đã. Số 5. Cho nó đi xuống luôn. Cái mai vàng nó nôm lên đây cô chú. Nôm bự. Nôm bự. Nó già lắm anh ạ. Tại vì nó tăng dù lỡ. Nó chỉ cần tròn đi. Đấy con gây to to bự. Cân đấu cây. Tôm nở bự cái nón to bự điểm. Cái lỗ trống này có ổ mối đất là xịt nó ra ổ mối dưới đất mấy cái mặt trống mối đất mà nó không có hư hao gì hết nha. Cái sổ nôm sao giờ gọt trong số tổng chiều cao nó là 105. Mặt kính bầu 68. Thoát thân là 45. Hoành thân vị trí là 37. Dạ, hoành 37. Nó sổ bà bài là 36. Bên đây là 42. Cái sổ cái này có 170 thôi chú. Tổng lô đế 170. Dạ, cây số 3 giao lưu với cô chú là 3.100.000. Ăn dưới trời. Nóc nở uống luôn kẹo được cái đít nở đế nó đâm sẵn cô chú nở bự luôn được quá trời nở đít nở cục. Điều. Rồi, tổng chiều cao nó là 88. Thoát thân là 24. Này nó cũng sổ. Rồi này. Đây vị trí này là 36 đi. Gần 37 đến 36 rồi chú ơi. Nó nở xuống
49 ở cục đích nó hết hồn. Tổng đồ đế nó 142. Mà kính bầu nó 45. Rồi, cây số 4 giao lưu với cô chú là 2.200.000. 2.200.000 cây số 4. Đây giá mềm đẹp. Tiếp theo cây số 5. Số 5 nó cũng cây mai vàng ha. Cái cành này thì đủ. Là xử lý hoặc tươi chứ không sao đâu. Nó không ảnh hưởng nhiều. Tới mặt tươi hết trơn rồi. Nó kéo nhựa xanh hết trơn nè cô chú. Lên nhựa. Nó đâm tược luôn rồi. Mạnh cây. Mới đang mạnh rồi. À, đâm được tược mục luôn rồi. Rồi cho tổng số cô chú ơi. Tổng chiều cao nó là 56. Mặt kính bầu nó là 43. Gốc nó nở, mẹ nó xù xù. Đo trên này luôn đi. Đo trên này là 40. Xuống đây là 42. Đế cũng đều hết cô chú. Rồi cây số 5 giao lưu với cô chú là 1.600.000 ha. 1.700.000. Là 1.700.000 cô chú ơi. 1.700.000. 1.700.000 cây số 5. Rồi lên cây số 6. Lên 51 luôn. Đấy. Đây cũng đầy đủ. Rồi, vô trong số. Tổng chiều cao nó là 88. Nên được mạnh gần nhựa. Nó thoát thân là 25. Mặt kính bầu dài nó là 60. Ngang nó là 44. Nó cái cũ ha, trong cũ hào hào cũng đặt 106. 106. Hoành thân vị trí lại là 39. Dạ yeah, lên xù á. Năm mục lại lên xù, năm mục lên xù. Dạ cây số 6 giao lưu với cô chú là 1.500.000. Dạ, bán thu hồi vốn là cô chú ơi. Mấy cây này, mấy cây này là cây cũ năm mục ha. Dạ, số 7. Trên. Để luôn. Trên, đây nè. Cây này dưỡng nặng hết chưa? Nó nặng, hai cây này nó nặng. Lắm. Rồi. Rồi, chậm mấy. Đây, ê chích luôn chút. Để cái này đủ không? To. Nó này xếp như bệnh luôn á. Này như con cóc rồi chú. Vô thông số rồi. Tới tổng độ cao tới mặt bầu nó là 42. Tới cô ghế nó là 24. Quỳnh bà vị trí là 39. Này nhân cấp cô chú. Tổng là đế là 135. Đây có cái mặt thẹo ha cô chú. Đây có mặt thẹo nè. Xử lý thôi bằng tươi à.
Rồi cây số 7 giao lưu với cô chú là 1.300.000 cô chú, cô cũng dẫn bao ship cho cô chú tới nhà, bao ship bao sống cho cô chú ha. Dạ, cây số 7, 1.3. Rồi hết. Treo hả? Rồi tiếp theo cô chú. Đây là cây tứ quý cho cô chú. Đây có 4 cây tứ quý. Ghế cái liệu to. Chụp cái này. Điều luôn. Này muốn quay thì cái này cũng có luôn, lót. Nó có lót ở trong hết trơn à, đều hết trơn luôn cô chú. Nó một cục á, nó có lót ở trong vậy như vậy nè. To. Cái đẹp cũng đẹp đẹp lắm cô chú. Quanh cũng tầm quý quý giờ được mua giá cũng như vườn vô giá. Chu quan. Cây đồng quanh cũng tầm trung bự. Dạ. Cây tứ quý giờ cứ lớn lớn hiếp nè. Vâng, chỉ phải hiếp, ok. Để cho to bự. Tổng chiều cao tới bầu đó là 84. Chiều cao 84. Thoát thân 20. Cao ngay cầu ghế nó là 55. Mình thân ngay vị trí là 47. Dạ, mình 47. Nó chạc chạc xuống đây là 52. Nó sổ vị trí là 39. Bên đây là 38. Sổ là 40 theo hiến. Bên đây cũng ba mấy à. Cộng rồi đó là cái trong cái 106, 107 chú. Đây nó sẵn sẵn đầm sơ cắm sẵn xuống hết trơn luôn. Thôi cái này cũng sụn già bự. Cái nó già lâu dữ lắm, nó nằm trong đó đó là nuôi trong cái ha học ở cái trong cái chậu rồi đem nó đem xuống đất. Đem xuống đất lâu năm lắm. Mới được gì. Rồi xin giá luôn. Dạ, cây tứ quý, cây mã số 8 giao lưu với cô chú là 9.300.000 ha. Con dẫn bạc xếp cho cô chú tới nhà ha. 9.300. Chào cô. Chào. Số 8. Rồi, thông qua cây số 9. Tứ quý. Mình cũng tập trung. Bộ bự. Rất là lợi. Còn đây nha. Chế công nghệ to to cũng cân đối. Đây cành đây luôn. Này cái này cũng có khách giao lưu mà không đó ấy không đủ vốn là con không có giao lưu được. Thu hồi vốn là cô chú ơi, cái này. Cái này chỉ cần đều đẹp lắm cô chú. Do. Tổng chiều cao nó 114. Quên, thoát thân. Thoát thân nó là 33. Tay cành nó lực là 14. Đó vị trí này là 45. Đích nở nó 50. 50. Tổng rồi đấy 150.
sổ bài bài là 36. Bên đây cũng vậy. Mặt kính bầu nó là 55. Rồi, xin giá. Dạ, cây số 9 giao lưu với cô chú là 6.300.000. Dạ, cây số 9, 6.3, con tôi quý. Dạ, cây số 9, cây bên đây nè. Theo qua cái số 10. Đây nè, con tôi ra ngoài luôn chưa? Cây tứ quý luôn cô chú, có 4 cây tứ quý rồi cô chú à. Đấy, còn một cái đẹp. Còn dán siêu. Dán siêu siêu. Mặt cây xử lý không? Nhưng mà xử lý tới bằng tươi nha cô chú. Rồi còn có chét keo rồi. Đế nè, cắm xuống, có cắm đế lực lực bên đây cũng có nè, dài dài. Nó đế đều hết á. Tổng chiều cao nó là 1m4. Chỉ cạnh trên điều. Chỉ cạnh này góp form này chơi tầng cao, thuốc lăng cao chơi cũng đẹp lắm cơ chú. Dày bịch luôn ha. Ghép vô cái là dày mo luôn. Đó, đó thấp thăng, đó đi theo sang đó luôn. Thuốc thăng vị trí là 57. 57. Quỳnh thân ngay vị trí này là 38. Dạ, quỳnh 38. Đó trên luôn rồi. 37. Mặt kính bầu nó là 47. Củ đế tròn tròn. Chín mươi sáu. Rồi cây số 10 giao lưu với cô chú là 1.900.000. Con không dân bao ship cho cô chú tới nhà ha. Cụ giấy này. Treo quá. Đi cành đầy đủ. Đi cành rung đều hết trơn ha. Ừ. Vì chứ nó nằm vậy đó ở phía dưới. Nó dán vậy đó nó mới treo lên vậy nè. Tổng chiều cao nó là 117. Ngang nó là 34. Mặt kính bầu nó là 42. Quỳnh thân vị trí là 29. Dạ, 29. Đây có cái mặt thẹo ha cô chú. Rồi xử lý rồi tới phần tươi ha. Cái nhựa đi. Chắc tới không? Cái già dữ. Cái này già tới già lắm. Để đủ, đủ đi, bầu. Ghê, đầy đủ luôn. Không thiếu luôn. Cắm 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 xuống đây dày vậy nè. Rồi cây số 11 giao lưu với cô chú là 1.700.000. Con cũng giao qua bao ship cho cô chú tới nhà. Dạ, 1.700.000 cái số 11 cô chú. Rồi cây số 12. Cây bông giấy số 12 cô chú. Nó dán nó làm gì nè mà chứ không chi nữa đâu được. Củ dây mây dây Mỹ rồi chú. Trong giấy quá trời bự. Cái mỡ này nó treo lên là nè, nó hồi đó nó nằm trong cái chậu á, rồi ta xuống đất lâu cái nó ăn lên nó bể chậu, cái nó đâm lên. Còn cắt xử lý nữa.
rễ nó tới dưới đít và bầu luôn, con có lấy mấy lớp đất ở dưới nè, để còn còn lớp đất nha cô chú, chứ nó tới mặt đây luôn nè, còn lớp đất nhỏ tới rễ tới đây luôn nè, vuốt tới dưới luôn đây, còn chữa lớp đất nhỏ đây, nó có bị bên đây có lũa bên đây ha, lũa cái nhánh này ha, lũa nhẹ xuống này mà không phải hoàn tươi ha, nó giấy mà một cục cây từ lâu nó nằm trong, nó cuộn ở trong cò tròn luôn. Đo gì tổng nó là 130. Cái vị trí này là 686. Này đó. Đó có vị trí này. Rồi. 71 quanh. Dạ quanh 71. Đó trên này cho bự nhất 76. Cái cũ với 124 rồi chú. Bắp cũng cũng. Khoai chí Mỹ. Nó treo treo lên con cắt cho nó gọn lại. Nó như cái đuôi nó bay cái ra nằm nằm xuống như cái đuôi. Thấy treo cắt luôn. Nó cục lừ. Rồi cây giấy Mỹ con giao lưu với cô chú là 6 triệu ha. Con vẫn bao ship cho cô chú tới nhà ha. Là cây giấy Mỹ là một cây cú líp luôn ha cô chú. Rồi cú líp con chào cô chú ạ. À. Cảm ơn cô chú líp vừa qua đã ủng hộ ha. Rồi chào Linh lên đây. Chào cô chú ha. Mong cô chú xem ủng hộ tiếp ha. Dạ trân trọng kính chào.